Gợi ý vẽ hoa đơn giản, vẽ các chấm đậm ở giữa, các chấm nhạt xung quanh, rồi vẽ lá. Dùng bút màu hồng vẽ hình tròn lớn, bút vàng vẽ hình tròn nhỏ rồi vẽ lá, vẽ hình của trứng, phía trên vẽ hình xoắn ốc rồi vẽ lá. Hoa tulip cũng vậy, vẽ cổ trứng rồi thêm chữ Y vào rồi vẽ lá. Vẽ hình tròn và gạch các đường xung quanh sau đó vẽ lá. Vẽ hình tròn lớn và ba hình tròn nhỏ rồi vẽ lá. Cuối cùng là đồ các bạn mình vẽ những loại hoa nào.